được tiếp đón lãnh đạo của Học viện The Learning Professional, Công ty Du học Inspire và Trung tâm Luyện thi Tiếng Anh BTE cùng về đây giới thiệu nội dung chương trình du học nghề Úc. Hiệu trưởng Học viện The Learning Professional, Miss Joanna Cornelius. Đại diện nhà tuyển dụng tại Úc, Mr. Ray Yano. Giám đốc công ty BTE Magic, ông Phạm Tuấn Phước. Cao đẳng nghề Đà Lạt. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Hải, bí thư đảng ủy, phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Đà Lạt. Kính thưa quý đại biểu, thưa các thầy cô, quý vị phụ huynh và các em học sinh sinh viên, như các em cũng đã biết, đối với trường cao đẳng nghề Đà Lạt thì chúng tôi hàng năm luôn luôn nỗ lực để thực hiện công tác giảng dạy cho tốt. Ngoài ra, nhà trường luôn luôn kết nối với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được có một cái môi trường học tập tốt nhất, đồng thời là có việc làm sau khi ra trường. Và chúng tôi xin khẳng định rằng đây là một cái chương trình rất hay và rất phù hợp với lại học sinh sinh viên của trường cao đẳng nghề Đà Lạt. Thành lập từ năm 2014 với đội ngũ tư vấn viên là các cựu du học sinh Việt Nam tại Australia, chúng tôi luôn khát khao giúp đỡ các đàn em hòa nhập và đạt được những kết quả cao nhất trong đất nước may mắn này. Và đặc biệt hơn, với thành tích giúp hơn 200 học sinh Việt Nam đến Úc, chúng tôi mong muốn trao cho các em những cơ hội việc làm đầu tiên và cũng chính là nền móng cho những thành công tiếp nối. Anh tên là Phước ha, các em có thể gọi là Phước. Em có thể gọi chị là chị Hà cũng được. Cho chị hỏi là hiện tại là tất cả các em ở đây là học sinh năm mấy nhỉ? Năm nhất. Bao nhiêu bạn học sinh năm nhất? Bạn là năm nhất, giơ tay cho các. Năm nhất. Năm nhất. Wow. Bao nhiêu bạn đang học ngành về lĩnh vực hospitality là về nhà hàng, khách sạn, đồ bếp. Ở đây có bao nhiêu bạn học những ngành không? Giơ tay coi với. Rồi, wow, rất là nhiều ha. Ngoài ra các bạn học về ngành cơ khí á chị? Đúng không? Ở đây mình còn cơ khí đúng không? Cơ khí, engineering. Các bạn làm cơ khí không? Có một. Có một bạn. Ít quá. Bạn nào bên nghề bếp nhỉ? Các bạn nào học nghề bếp? Nghề bếp thì rất là nhiều nè. Ok. Em học công nghệ thông tin ạ. Bao nhiêu bạn ở đây là cũng có công nghệ thông tin như bạn này? Giơ tay anh coi cái. Đây khoa công nghệ thông tin nhiều ha. Thì đây á, là một công việc đúng trong các ngành nghề của các em. Và trong quá trình học, thầy cô cũng như là đại diện doanh nghiệp sẽ cùng các em đưa ra một cái kế hoạch đào tạo để chắc chắn rằng là sau 2 năm hoặc 2 năm rưỡi các em học xong, các em sẽ đạt được đúng cái vị trí mà các em mong muốn. Nó sẽ rất khác với việc các em tự đi tìm việc và phải tự deal với cái lại doanh nghiệp. Và điều thứ hai nữa là gì? Ngoài cái vấn đề đó thì cái thu nhập đó sẽ giúp cho các em trang trải được học phí, nhưng mà các em sẽ còn có cái tiền tiết kiệm. Cứ tưởng tượng là bây giờ mình chỉ mới có 21 tuổi thôi, tự mình có thể kiếm ra gần 1 tỷ đồng một năm. Thấy là tự tin không? Mình thấy là mình khác hẳn chứ, đúng không? Và điều cuối cùng đặc biệt hơn á là cái cơ hội này nó sẽ mang lại cho các em nhiều cái cơ hội định cư nữa. Salary, so.
cho nên là trong thời gian tới chị rất là mong sẽ có thể gặp lại tụi em đến với ngân hàng của chị để tụi chị có thể tiếp thêm một cái nối nhà, cái cánh tay mở cái ước mơ lớn của tụi mình. Some students can work through that at their own pace, in their own time, but other students who need that extra support, they can actually be working through that with a trainer.